một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường đã trèo lên trụ điện cao hàng chục mét cố thủ. Đến 8 giờ ngày 5 tháng 5, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, giải cứu người phụ nữ trèo lên trụ điện trên đường số 17 phường Linh Trung cố thủ. Theo đó, gần 6 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân trong hẻm 47 đường số 17 phát hiện một người phụ nữ đang trèo lên trụ điện cao thế, cao hàng chục mét nên hô hoán báo công an. Người này cầm gậy trèo nhanh và ngồi trên ngọn trụ điện cao thế. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. Theo ghi nhận, đến hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa nạn nhân xuống đất an toàn. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận lấy quà tặng và những bút hấp dẫn.